Xin chào các bạn, mình là Huệ Ly. Xin chào các bạn, mình là Huệ Đình. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn học phát âm âm can ở trong tiếng Anh. Trước tiên xin mời các bạn hãy xem một clip sau đây để biết được sự khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Hey, cuối cùng cô kia cũng có cục kim cương. What are you talking about? Cuối cùng cô kia cũng có cục kim cương. What? Bạn thấy đấy, âm ca ở trong tiếng Anh đọc không hoàn toàn giống như tiếng Việt, nhưng một số bạn vẫn đọc là cầm hoặc ca và bạn không hề nghĩ là mình đang đọc sai. Rồi bây giờ chúng ta hãy đọc âm này nhé. Trước tiên khẩu hình miệng của bạn, lưỡi của bạn sẽ bật lên phần bên trên của miệng, cái phần gần cuống lưỡi. Có thể lúc đầu chúng ta sẽ đẩy hơi ra rất là nhiều, nhưng hãy luyện tập thật nhiều đến khi mà các bạn đẩy hơi ra rất ít và cái phần gần cuống lưỡi nó bật lên thật là mạnh. Rồi bây giờ chúng ta hãy đến với một số lỗi sai thường gặp nhé. Lỗi sai đầu tiên đấy là khi mà các bạn đọc âm, luyện âm chúng ta lại tắc lưỡi. Đấy là do cái phần gần đầu lưỡi chúng ta hoặc là phần giữa lưỡi chúng ta lại bật lên phần bên trên cuống miệng thay vì phần gần cuống lưỡi. Đọc thành phải là. Lỗi sai thứ hai, chúng ta đọc Việt hóa quá. Trường hợp đầu tiên, đối với những từ có âm ở đầu, chúng ta đọc thành come, ca. Các bạn hãy đẩy hơi nhiều hơn một chút thành come, car, cake. Trường hợp thứ hai, những từ có âm ở cuối, các bạn lại đọc thành like hoặc park. Phải đọc là like, park, cake. Rồi bây giờ các bạn hãy luyện với một số từ sau đây nhé. Kick, kumquat, keep, six, x, kidnap, keeper, box, park, kissing, relax, awkward, skill is tool, attitude is key. Let me take a look at it.